Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký quyết định số 56 phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch bảo quản, tu bổ phục hồi di tích quốc gia đặc biệt cố đô Hoa Lư đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy mô lập quy hoạch gồm toàn bộ không gian cố đô Hoa Lư được xác định bởi các vòng thành và các di tích khảo cổ học dưới lòng đất, không gian cảnh quan, các địa danh, địa điểm, địa giới tự nhiên có quan hệ mật thiết trong quá trình hình thành nhà nước Đại Cồ Việt và cố đô Hoa Lư. Cụ thể, di tích quốc gia đặc biệt cố đô Hoa Lư, một số di tích trong khu vực trung tâm cố đô Hoa Lư thuộc khu vực bảo vệ của di sản thế giới quần thể danh thắng Tràng An và vùng đệm, những di tích có liên quan trực tiếp với sự hình thành và phát triển cố đô Hoa Lư và nhà nước Đại Cồ Việt. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cũng ký quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia đặc biệt chùa Đội Sơn, chùa Long Đội Sơn, tỉnh Hà Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ngày hôm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lễ khởi công dự án nâng cấp mở rộng đèo Pren. Đây là dự án quan trọng của tuyến đường cửa ngõ thành phố Đà Lạt, kết nối với cảng hàng không quốc tế Liên Khương, đồng thời kết nối với cao tốc Dầu Dây Liên Khương, trở thành tuyến giao thông huyết mạch nối tỉnh Lâm Đồng với thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Dự án có chiều dài khoảng 7,37 km với quy mô 4 làn xe, tổng mức đầu tư 550 tỷ đồng do Ban Quản lý Dự án Giao thông tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư. Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả sẽ tổ chức thi công 3K4 kíp, quyết tâm đưa dự án về đích đúng tiến độ, tạo tiền đề sớm kết nối vào dự án cao tốc. Dự án dự kiến hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm nay. Việc mở rộng tuyến đường có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm an toàn giao thông, đồng thời mở ra nhiều cơ hội thúc đẩy phát triển giao thương, kinh tế, du lịch cho địa phương. Nhằm đẩy mạnh xúc tiến thương mại nông sản sang thị trường Trung Quốc, thị trường xuất khẩu nông sản lớn và nhiều tiềm năng, ngày hôm nay tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức diễn đàn 970 kết nối giao thương nông sản tại cửa khẩu Lào Cai. Sau khi bãi bỏ Zero Covid, ngày 8 tháng 1 vừa qua, phía Trung Quốc đã cho mở các cửa khẩu với Việt Nam. Đây là tín hiệu vui cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu nông sản của cả Việt Nam và Trung Quốc. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ ngày 8 tháng 1 đến nay, hàng ngày các cửa khẩu Việt Nam-Trung Quốc đã thông quan hàng trăm lượt xe và số lượng xe thông quan vẫn có xu hướng tăng thêm. Đơn vị mà chức năng ở biên giới và các địa phương và doanh nghiệp không có phối hợp với nhau thì cái điều mà lo ngại nhất là trở lại cái việc là tồn tại những năm qua mà chúng ta đã chỉ đạo, đặc biệt là sẽ gây ùn tắc cái nông sản. Chính vì vậy mà chúng tôi đã chủ động để mà phối hợp với tỉnh Lào Cai để bàn cái giải pháp. Tại diễn đàn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng thông tin cho biết, vừa qua Trung Quốc đã khai thông tuyến đường sắt giữa Lào và Thái Lan. Với tuyến đường sắt này, thời gian vận chuyển hàng hóa từ Thái Lan sang Trung Quốc sẽ giảm bớt một ngày, chi phí vận chuyển sẽ giảm trên 20%. Và để bảo đảm cho việc xuất khẩu nông sản thuận lợi, các doanh nghiệp xuất khẩu nước ta cần cải tiến chất lượng, mẫu mã sản phẩm và giảm chi phí. Sau những ngày vui xuân đón Tết, ngư dân tỉnh Quảng Bình nô nức phấn khởi vươn khơi bám biển. Không khí ra khơi trong những ngày đầu năm vui tươi nhộn nhịp, ai cũng hy vọng có chuyến ra khơi mở màn trở về với khoang thuyền đầy ắp tôm cá, mở đầu cho một năm đánh bắt thành công. Ghi nhận của phóng viên Truyền hình Nhân dân tại Quảng Bình. Những ngày này, ngư dân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đang tất bật chuẩn bị cho chuyến mở biển đầu năm. Trên những con tàu, các bạn thuyền đang kiểm tra lại trang thiết bị máy móc, ngư lưới cụ, lương thực và các nhu yếu phẩm cần thiết cho chuyến đi biển dài ngày cũng đã được chuẩn bị đầy đủ. Ai cũng mong muốn chuyến ra khơi đầu năm thuận lợi để cả năm được suôn sẻ, trời yên biển lặng, cá tôm đầy khoang. Sau Tết Nguyên đán thì tàu của chúng tôi bán phương cũng chuẩn bị trang vật tư đầy đủ, lấy đá này tồn để chuẩn bị ra khơi. Nói câu năm mới, sáng năm mới làm ăn thuận buồm xuôi gió. Quảng Bình có 1.200 tàu đánh bắt xa bờ. Năm 2022, sản lượng khai thác thủy sản ước đạt trên 80.000 tấn. Trong những ngày đầu năm mới, ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo hướng dẫn các địa phương thăm hỏi động viên ngư dân khắc phục khó khăn, duy trì vươn khơi bám biển sản xuất. Để chuẩn bị tinh thần cho bà con ngư dân ra khơi an toàn, hiệu quả, thì Chi cục Thủy sản cũng đã thông báo đến bà con về cái thời tiết, về cái ngư trường, những cái nơi mà đánh bắt thuận lợi để bà con là chuẩn bị ra khơi. Chi cục thủy sản cùng phối hợp với bộ đội biên phòng rồi các địa phương cũng tuyên truyền bà con
đánh bắt hải sản đúng nơi quy định. Cùng với sự hỗ trợ động viên và các chính sách khuyến khích ngư dân vươn khơi bám biển, ngư dân Quảng Bình cũng đã mạnh dạn đầu tư nâng cấp tàu thuyền, ngư lưới cụ và trang thiết bị đồng bộ để chủ động trong việc tổ chức khai thác, bám biển, phát triển kinh tế, góp phần cùng ngư dân cả nước tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.